vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Krông Búc. Chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung chính sau đây. Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về tổ chức Đại hội Đảng các cấp. Hội nông dân huyện tổ chức tọa đàm kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội nông dân Việt Nam. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Krông Búc hỗ trợ bò giống sinh sản cho hộ nghèo. Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk về kiểm tra công tác nữ công tại huyện Krông Búc. Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk trao nhà máy ấm công đoàn cho đoàn viên Lê Hữu Trường. Ban chỉ huy quân sự huyện Krông Búc tổ chức lễ phát động thi đua cao điểm kỷ niệm các ngày lễ lớn. Hội người cao tuổi xã Chiên Hé tọa đàm kỷ niệm 28 năm ngày truyền thống và tổng kết hoạt động năm 2019. Công an huyện Krông Búc tổ chức diễu hành tuyên truyền phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhân dịp 58 năm ngày truyền thống. Sau đây là nội dung của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, vào sáng ngày 4 tháng 10, tỉnh ủy Đắk Lắk đã tổ chức hội nghị trực tuyến nhằm quán triệt triển khai thực hiện chỉ thị số 35 ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị và kế hoạch số 127 ngày 23 tháng 8 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp. Dự hội nghị trực tuyến về phía huyện Krông Búc có đồng chí Huỳnh Chiến Thắng, Bí thư Huyện ủy, các đồng chí lãnh đạo Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo phòng ban ngành, cơ quan đơn vị, các xã trên địa bàn huyện. Phát biểu trước khi bước vào khai mạc hội nghị, đồng chí Huỳnh Chiến Thắng, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh, Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng của đất nước. Đồng chí yêu cầu các đại biểu, nhất là lãnh đạo các phòng ban, đơn vị, cơ quan và địa phương cần nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các nội dung được triển khai tại hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo tỉnh triển khai quán triệt các nội dung cơ bản như bài viết của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chuẩn bị và tổ chức thật tốt Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, chỉ thị số 35 và kế hoạch số 127, hướng dẫn chuẩn bị công tác nhân sự, chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp, hướng dẫn công tác xây dựng đề cương báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm và các văn kiện để chuẩn bị đại hội, hướng dẫn công tác chuẩn bị tuyên truyền trước, trong và sau đại hội. Thưa quý vị và các bạn, vào chiều ngày 8 tháng 10, Hội Nông dân huyện Krông Búc tổ chức buổi tọa đàm kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam. 14 tháng 10 năm 1930, 4 tháng 10 năm 2019. Đến dự có đồng chí Hoàng Sĩ Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 89 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam. Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Hoàng Sĩ Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện đã biểu dương tinh thần đoàn kết, nỗ lực, những thành tích mà các cấp hội nông dân trong huyện đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí lưu ý thời gian tới, các cấp hội nông dân tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ hội viên, đổi mới nội dung phương thức hoạt động, đa dạng hóa hình thức tập hợp hội viên, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào nông dân, thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, phát huy vai trò cầu nối giữa nông dân với đảng, chính quyền, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, quyền và lợi ích hợp pháp của nông dân. Thưa quý vị và các bạn, hướng đến kỷ niệm 89 năm thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2019. Vào ngày 9 tháng 10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Krông Búc đã trao bò giống sinh sản cho hộ nghèo từ nguồn quỹ vì người nghèo của huyện năm 2019. Để góp phần giúp bà con có hoàn cảnh khó khăn, phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Krông Búc đã tiến hành trao 10 con bò giống sinh sản cho 5 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các xã Bơn Đờ Rang, E Ngai, Chư Băng, Chiên Hé với tổng trị giá 150 triệu đồng. Được biết, ngoài hỗ trợ bò giống, các hộ dân còn được tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, chăm sóc, phòng bệnh và hỗ trợ làm chuồng trại. Sự quan tâm của Ủy ban Mặt trận huyện cho gia đình tôi được 2 con bò giống. Tôi rất là cảm ơn và không có biết nói gì hơn. Tôi sẽ cố gắng nuôi 2 con bò mẹ này để
lấy phân rồi để con. Tôi không biết nói gì hơn nữa là tôi rất cảm ơn sự quan tâm của Đảng và Nhà nước. Tôi là một gia đình đặc biệt khó khăn. Sự quan tâm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã trao cho tôi cặp bò. Tôi xin hứa là sẽ chăm sóc nó cho nó sau này để có kinh tế khá lên để thoát nghèo. Thay mặt gia đình, tôi xin cảm ơn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện cũng như xã và chính quyền địa phương đã tạo điều kiện giúp đỡ gia đình tôi, và tôi sẽ cố gắng chăm sóc nó thật là hoàn thiện, chú đáo và để thoát nghèo. Toàn bộ số tiền này được trích từ Quỹ vì người nghèo của huyện năm 2019. Đây là món quà ý nghĩa nhằm hỗ trợ động viên các gia đình khó khăn có thêm động lực cố gắng vươn lên xóa đói giảm nghèo, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, vào chiều ngày 4 tháng 10, Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk đã có buổi làm việc với Liên đoàn Lao động huyện Krông Búc về công tác nữ công năm 2019. Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động huyện Krông Búc, trong năm 2019, công tác nữ công được triển khai sâu rộng đến 63 tổ chức công đoàn trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện. Hình thức triển khai bằng văn bản qua địa chỉ Gmail, email nội bộ, qua đường bưu điện và in ấn phát tại các hội nghị, nên 100% các cơ sở công đoàn đều nắm bắt được kế hoạch chung. Ngoài các hoạt động phong trào chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3 đều được triển khai tại cơ sở, các hoạt động xã hội như cho nữ công nhân viên chức vay vốn phát triển kinh tế là 105 triệu đồng, hỗ trợ sửa chữa nhà ở, xây dựng 3 nhà mái ấm công đoàn, hỗ trợ trẻ em tổng số tiền 73 triệu đồng. Kết luận buổi làm việc, Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk đã đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác nữ công năm 2019 tại huyện Krông Búc. Các đồng chí cũng mong muốn rằng phát huy những kết quả đó, tổ nữ công ở cơ sở sẽ tổ chức nhiều hoạt động hơn nữa, tạo sân chơi, giao lưu học hỏi cho chị em. Liên đoàn Lao động cần triển khai kịp thời các văn bản do cấp trên đề ra để chương trình được triển khai đúng kế hoạch, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thưa quý vị và các bạn, vào chiều ngày 4 tháng 10, Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk đã trao nhà máy ấm công đoàn cho đoàn viên Lê Hữu Trường, hiện đang sinh hoạt tại trường tiểu học Lê Lợi, xã Bơ Đờ Ra. Được biết, đoàn viên công đoàn Lê Hữu Trường là nhân viên bảo vệ của trường tiểu học Lê Lợi, công tác tại trường được 15 năm. Xét thấy gia đình còn khó khăn về mặt nhà ở, nên công đoàn cơ sở trường tiểu học Lê Lợi đã đề nghị công đoàn cấp trên hỗ trợ tạo điều kiện cho đồng chí Trường xây dựng căn nhà kiên cố hơn. Căn nhà cấp 4 được xây dựng với diện tích 70m², tổng kinh phí là 90 triệu đồng, trong đó 50 triệu đồng được hỗ trợ từ nguồn quỹ mái ấm công đoàn của Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk. Xúc động trước sự quan tâm của Liên đoàn Lao động các cấp, anh Lê Hữu Trường đã hứa sẽ phấn đấu nhiều hơn nữa để phát triển kinh tế gia đình, xây dựng đời sống ngày càng ấm no, hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn, vào sáng ngày 8 tháng 10, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Krông Búc đã tổ chức lễ phát động thi đua cao điểm với chủ đề 75 ngày hành động sáng tạo, quyết thắng, nhằm chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng Toàn dân 22 tháng 12 năm 1989, 22 tháng 12 năm 2019 và kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2019. Đợt thi đua nhằm tuyên truyền giáo dục cho cán bộ chiến sĩ quân nhân chuyên nghiệp, lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên về tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng, lòng trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Thời gian thi đua được Ban Chỉ huy Quân sự huyện xác định từ ngày 9 tháng 10 đến ngày 22 tháng 12 năm 2019. Nội dung chỉ tiêu thi đua tập trung vào nâng cao nhận thức trách nhiệm, ý chí quyết tâm cho mọi cán bộ chiến sĩ quân nhân chuyên nghiệp, lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên về lịch sử dựng nước và giữ nước, đường lối quốc phòng toàn dân của Đảng và Nhà nước. Thường xuyên nâng cao cảnh giác cách mạng, sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành chương trình huấn luyện năm 2019, đạt khá giỏi từ 80% trở lên. Làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ quân sự quốc phòng tại địa phương,
quan tâm chăm lo, đảm bảo đời sống cho cán bộ chiến sĩ, thực hiện nghiêm quy chế dân chủ cơ sở, phát huy tốt vai trò của các tổ chức quần chúng, tích cực hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa, bảo vệ môi trường. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Quý vị và các bạn, vào sáng ngày 8 tháng 10, Hội Người Cao Tuổi xã Chiên Né đã tổ chức tọa đàm kỷ niệm 28 năm Ngày Quốc tế Người Cao Tuổi và tổng kết công tác hoạt động năm 2019. Trong năm 2019, Hội Người Cao Tuổi xã Chiên Né đã tổ chức cho hội viên được khám bệnh miễn phí là 260 hội viên. Hội đã tổ chức mừng thọ cho hội viên cao tuổi và tọa đàm Ngày Người Cao Tuổi Việt Nam với số tiền hơn 14 triệu đồng. Bên cạnh đó, trong năm 2019, Hội Người Cao Tuổi xã Chiên Né đã phát triển được 6 hội viên. Phát biểu tại hội nghị, đại diện Hội Người Cao Tuổi huyện Krông Búc, lãnh đạo Đảng ủy và Ủy ban Nhân dân xã Chiên Né đã ghi nhận những kết quả đạt được, cũng như sự nỗ lực phấn đấu của người cao tuổi xã nhà. Kết thúc hội nghị, Ủy ban Nhân dân xã Chiên Né đã trao giấy khen cho 6 tập thể và 10 cá nhân có thành tích cao trong công tác hội năm 2019. Thưa quý vị và các bạn, vào sáng ngày 4 tháng 10, Công an huyện Krông Búc đã tổ chức diễu hành tuyên truyền phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhân dịp kỷ niệm 58 năm ngày truyền thống. Được biết, trong năm 2019, tại huyện Krông Búc đã xảy ra 2 vụ cháy tại xã Chiên Né và Chư Păng. Nguyên nhân được xác định là do người dân sơ suất trong việc sử dụng cùi lửa để đun nấu, dẫn đến hỏa hoạn. Trước tình hình đó, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thuộc Công an huyện Krông Búc đã tổ chức 10 buổi tập huấn phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại các trường học, cơ sở kinh doanh và khu dân cư trên địa bàn huyện, thu hút hơn 700 người tham gia. Nội dung tuyên truyền được tập trung chủ yếu là các kiến thức cơ bản về công tác phòng cháy chữa cháy, cách xử lý các tình huống cháy nổ hay yêu cầu cứu nạn cứu hộ có thể gặp phải tại trường học hoặc nơi ở, cách sử dụng phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ được trang bị tại nhà trường, cơ quan đơn vị. Nội dung trên đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Krông Búc hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.